Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 28 tháng 9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức hội thảo khoa học dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, chủ đề 100 năm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có phát biểu đề dẫn chúc mừng những thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau 100 năm xây dựng và phát triển. Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Hy đã điểm lại những bước xây dựng phát triển thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm qua, khẳng định quan điểm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của đối tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước Trung Quốc và Việt Nam. Hội thảo diễn ra với 3 phiên thảo luận với 3 nội dung chính: thành tựu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và kinh nghiệm phát triển đất nước của hai đảng, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, ý nghĩa và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại, trong sáng ngày hôm nay 28 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Kiểm soát Bệnh CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình quốc gia giai đoạn 2017-2021 và meeting Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 63 tỉnh thành tại các điểm cầu. Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại năm nay có chủ đề Hãy tìm hiểu sự thật để không sợ hãi, nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về bệnh dại và giảm nỗi lo sợ căn bệnh này bằng cách đưa ra các thông tin chính xác. Theo chương trình quốc gia về kiểm soát và loại trừ bệnh dại của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ đầu năm 2021 đến nay đã có 40 người tử vong vì bệnh dại tại 22 tỉnh thành ở Việt Nam. Giai đoạn 2017 đến tháng 8 năm 2021, cả nước ghi nhận 378 người tử vong vì bệnh dại tại 52 trên 63 tỉnh, giảm 15% so với giai đoạn 2012-2016. Trong đó, 80% bệnh dại xảy ra ở các vùng nông thôn. Trẻ em chiếm tỷ lệ 15%. Đây là căn bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao khi đã có các triệu chứng khởi phát, nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa được qua việc tiêm phòng vaccine trên đàn chó mèo. Đây cũng là những biện pháp hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí nhất để bảo vệ mọi người không mắc bệnh dại. Nhân ngày phòng chống bệnh dại năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hợp tác thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại lần thứ 3 cho giai đoạn 2022-2030, hướng tới mục tiêu cuối cùng là chấm dứt tình trạng tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế như FAO, WHO, CDC Hoa Kỳ cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng với chính phủ Việt Nam để tiến tới xóa bỏ căn bệnh này trong thời gian tới. ATM Hiến máu cứu người là chương trình thiện nguyện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chỉ đạo quốc gia về vận động hiến máu tình nguyện với thông điệp giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa, diễn ra từ sáng nay đến ngày 7 tháng 10. Chương trình dự kiến thu hút hàng ngàn đơn vị máu hỗ trợ công tác điều trị cấp cứu cho bệnh nhân. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai ATM Hiến máu cứu người đã thu hút rất đông cộng đồng các doanh nhân, người lao động và người dân thành phố Hồ Chí Minh đến tham gia tình nguyện hiến máu. Dù vẫn có lo ngại về dịch bệnh, nhưng với tinh thần chia sẻ, lan tỏa yêu thương, người đến hiến máu vẫn đông. Nói chung là em cũng muốn góp một ít công sức cho mọi người để giảm bớt, cũng để gánh nặng cho y bác sĩ với lại tình hình ở Hồ Chí Minh. Công tác hiến máu này nó có ý nghĩa là có thể là mình sẽ cứu được những cái trường hợp mà khó khăn, giống như là đang cần lượng máu để duy trì sự sống, đặc biệt là trong cái thời điểm dịch đang căng thẳng. Cho đến nay, đã có khoảng 2.000 người đăng ký tham gia chương trình ATM Hiến máu cứu người, qua đó góp phần cung cấp đủ máu cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị lượng máu dự phòng trong thời gian dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên, ban tổ chức đã chuẩn bị các biện pháp phòng dịch chặt chẽ. Trên cái danh sách của tình nguyện viên đã xin cái giấy đi đường, và đến nơi thì chúng tôi làm cái quy trình rất là chặt chẽ để nhằm giãn cách và phòng chống dịch. Các tình nguyện viên vào sẽ được test nhanh, sẽ được khám sàng lọc, sẽ được điền thông tin, và mỗi lần thì khoảng 15 người. Chương trình diễn ra từ nay cho đến ngày 7 tháng 10 tại phường Tân Phong, quận 7, dự kiến thu hút cao nhất 150 người mỗi ngày, hướng đến kêu gọi mọi công dân có sức khỏe tốt,
cân nặng ít nhất 45kg, không mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc mãn tính, trong độ tuổi từ 18 đến 60, có khoảng cách giữa hai lần hiến máu ít nhất là 12 tuần, đã tiêm vaccine phòng COVID-19 từ 7 ngày trở lên, tham gia hiến máu. Thưa quý vị, đối với các bệnh nhân COVID-19 nặng thì sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bước vào giai đoạn phục hồi thì thường gặp phải rất nhiều những vấn đề liên quan đến hô hấp, tổn thương phổi và sức khỏe suy kiệt. Để giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn và giảm bớt các biến chứng, Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5G đã áp dụng một số liệu pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại để điều trị cho bệnh nhân. Liệu pháp này đã cho kết quả rất tốt đối với quá trình phục hồi của bệnh nhân COVID-19. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5G. Đa phần các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắc COVID-19 với triệu chứng nặng, thậm chí đã phải sử dụng máy hỗ trợ thở. Do vậy, quá trình điều trị vượt qua giai đoạn nguy kịch kéo dài, bệnh nhân thường ở trong tình trạng khó vận động, các chức năng hô hấp bị ảnh hưởng. Do đó, trong quá trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền. Các bệnh nhân sau khi một đợt điều trị tích cực, thì chúng tôi có sử dụng các cái phương pháp về y học cổ truyền, bao gồm các cái bài thuốc được biện chứng luận trị rất là chặt chẽ trên bệnh nhân. Ngoài ra thì các phương pháp không dùng thuốc như là khí công, rồi dưỡng sinh để tập luyện thì cũng phần nào giúp được cho bệnh nhân, nhất là củng cố cho bệnh nhân về mặt sức khỏe, đẩy nhanh quá trình phục hồi cũng như là cũng khắc phục được các cái triệu chứng sau hậu COVID. Những bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị theo phương pháp này có mức độ vừa, có nguy cơ chuyển nặng, kèm theo các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, cũng như các bệnh nhân nặng đã được điều trị ổn định để phục hồi chức năng trước khi ra viện. Hàng ngày các bài tập thở, dưỡng sinh kết hợp sông tinh dầu có vai trò quan trọng trong việc phục hồi đường hô hấp và phổi cho bệnh nhân. Các bài tập này còn có ý nghĩa cải thiện sức khỏe về tinh thần cho người bệnh. Tôi thấy người đó nhẹ lắm. Hít thở vô thấy được nhẹ lắm. Cái bệnh này thì ngồi hít thở lúc đầu là ví dụ như cái hơi thở của mình chỉ là mình hít vào chỉ giữ được chừng 3 đến 4 giây thôi là mình đó. Nhưng mà trong quá trình mình tập luyện thì càng ngày cái hơi thở của mình giữ được lâu hơn. Kết hợp với việc tập luyện, các bệnh nhân tại đây còn được uống trà dược liệu một ngày 2 lần và sử dụng thuốc xịt họng, thuốc sông nhằm làm giảm nhanh các triệu chứng của COVID-19. Ngoài các bài tập ra thì ở đây chúng ta cũng dùng các cái thảo dược hàng ngày như là các cái máy sông thuốc để sát khuẩn đường hầu họng, rồi các cái thuốc xịt góp phần cho cái quá trình phục hồi nó nhanh hơn. Thứ nhất là hai là nó hạn chế cái mật độ virus ở trong cơ thể. Sau hơn 20 ngày được áp dụng, phương pháp điều trị này bước đầu đã đem lại kết quả khả quan. Nhiều bệnh nhân đã được xuất viện trong trạng thái tinh thần thoải mái. Liệu pháp điều trị kết hợp này không chỉ đẩy nhanh quá trình phục hồi cho bệnh nhân mà còn tạo niềm tin cho đội ngũ y bác sĩ tại đây, vững tâm trong điều trị phục hồi cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Duy Tấn, Bí thư chi bộ quân sự, Bí thư Đảng ủy xã Drei Blang do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Trước đó, trong lúc thời gian của huyện Cư Quyên đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì ông Vũ Duy Tấn đã rời khỏi địa phương đi giải quyết việc gia đình tại huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, nhưng không báo cáo xin phép huyện ủy. Bên cạnh đó, ông Tấn có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Theo đó, với vai trò là bí thư đảng ủy, người đứng đầu đảng bộ xã Drei Blang, ông Vũ Duy Tấn đã vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, vi phạm quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.